Hi, hello em và chào mọi người quay trở lại với xin bà channel Sĩ Z. Mình đang kim cương 191 điểm. Nên là mình sẽ cố gắng đánh một trận an toàn gì đấy để mình lên master cái nhá. Khổ quá, chơi game cả tháng rồi vẫn chưa lên được master. Đây này. Chơi từ hồi hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay cái ngày mình quay vít này là khoảng ngày mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 5. Chơi thì từ mùng 4 à, mùng 8 tháng 4. Mùng 8 tháng 4 thì ấy à, cái gì đây? Bắt mình đánh à? Bắt mình đánh rồi. Đâu rồi? Đây rồi. Bắt mình đánh rồi anh em ơi. Bắt mình đánh thật rồi. Không khác được. Không khác được. Đây này. Bắt mình đánh rồi em ơi. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Không ai muốn ấn thiên cung nào luôn. Không ai muốn ấn thiên cung nào luôn. Đây rồi. Đây rồi. Không phải bây giờ thì là bao giờ anh em ơi. Không phải bây giờ thì là bao giờ. Fan, hai con đấu sĩ. Ê, con Revenge 2 cũng ngon ta. Muốn lên phết ta. Revenge này đầu game cũng gánh. Bây giờ con Revenge gánh mà anh em. Con Revenge bây giờ gánh điên luôn ấy. Nó mới có buff mới. Con Revenge bây giờ có khi đánh một con Revenge 3 sao nó cũng gánh được ấy. Được đấy, mình đánh Revenge tạm thì cầm đồ cho mấy con kia nhá. Con Revenge 2 về đi. Đánh đây. Thế vứt xử tử thần này đi em. Anh mình truyền thuyết không cần đâu. Đấu sĩ không cần đâu. Đồng minh gần nhất hiện là chắn à. Này đi. À, tử thần, hai tử thần rồi. Tìm cái chuỗi thắng anh em ơi. Tìm cái chuỗi thắng một tí. Con này đi biết đâu ấy. Kẹp được 3 sử gia vào. Làm tất cả vì chuỗi thắng anh em ơi. Làm tất cả vì chuỗi thắng ạ. Revenge 2. Revenge 2 à. Sát thương lên mục tiêu. Revenge cánh được mà anh em. Revenge trước mình mới xem cái cập nhật của ông gì bố già nhỉ, mod. Mod ông ấy bảo là bây giờ anh em có thể chơi Revenge kiểu này được. Để ném đồ, carry 3 đồ cho con Revenge được. Em mình chơi thôi. Cao cường. Thôi, Eco gì ấy nhỉ? Eco một chút đã. Lý nhân này phải kẹp Soraka thì đỡ ngon cơ. Cho cầm máu tí. Thế thì trận này mình sẽ không đánh Lee Sin. Mặc dù đánh Lee Sin cũng ngon nhỉ. Mình bỏ Malphite đi, mình đánh thêm con Yon. Mình thêm con Yon ra nha. Cái trận này mình sẽ có là Kane này, Yon này, Morgana này, gỗ khỉ này, Lee Sin. Nó tốn đồ ấy nhở. Hay bỏ Lee Sin nhở. Bỏ Lee Sin đi thì hơi ít tưởng 4 vàng không ta. Cho Lee Sin vào đã nhá. Soraka chắc Yon không cần đồ đâu, Yon này kẹp lấy tử thần thôi. Soraka, Leko, hoa rơi, Leko đâu? Quỳnh chán à, con này cần này. Và Kha'Zix. Đó. Này. Hai con này cũng cần này. Kha'Zix, tử thần thứ liên hoa, định mệnh sử gia thiên cung, thì ra Uring. À, chân lõi nhá. Tạo tác à?
Thì đây, ta luyện kiếm à. Kho báu chôn giấu, tiếp sức. Ê, ta cũng lõi quỷ phết đấy chứ. Anh hùng truyền thuyết rồi. Màu phép này cho một cái quỷ thư Morello cho con Mogala được rồi. Chủ thần. Cái này main vẫn là kên thôi. Kên main. Sẽ cần một cái kiếm. Mình chắc cũng không còn quế đâu. Xem còn đồ gì mình chơi thôi. Số bạc ca cầm cái kiếm gì cũng được. Mình cứ tốc đánh được không? Chứ có đồ gì lắm nhỉ? Cầm cố chiến thắng này đi anh em ơi, cầm cố chiến thắng này đi. Làm gì thì làm đi. Đánh 9 mạng. Kiếm mặt giáp à? Thế mình không thích cầm cái đồ này cho con kênh lắm nhưng mà anh em suzette nên cầm à? Cũng được. I mean cũng được thôi. Uống kênh đồ chuẩn tí nhé bởi vì trận này có 4 tử thần. Uống cho con kênh đồ chuẩn tí anh em ơi. Chỉ 1 điểm rồi. Chỉ 1 chỉ còn 9 điểm thôi, chỉ cần trận này on top thôi là ok rồi anh em ơi. On top thôi là đã lên lên master rồi. Biết đâu ra cái sẻng nữa thì biết đâu ra cái sẻng nữa thì chả đẹp khoái đấy. Ám Long Vương hiền giả khoái đét anh em ơi. Má đồ đúng chiêu ngươi mình rồi. Thích ghi thì cũng được. Đồ đúng chiêu ngươi mình luôn mà.
Con pháp sư thì phải đi kẹp con Neko anh em ơi. Tiền giả làm gì nữa. Chờ con Morgana ra thì mình cũng vứt mấy con kia đi mà mình chơi Morgana rồi. Trông gây thật sự luôn ấy. Về. Quái không biết. Xong rồi cho con Zoe để tí đồ cũng được. Cầm đồ Morgana cũng được, trận này ra đồ Morgana không ra đồ cho Kane ạ. Thân. Không cần phải suy nghĩ anh em ơi. Không cần phải suy nghĩ đâu. Không cần phải nói nhiều. Khỏe re. Thần mình biết kiếm lắm này. Chắc cũng không có đồ cho mình. Khổ nhỉ, chắc mình đứng với cái giáp vật lý cho con... Cái giáp không kiếm. Chí mạng à. Không sao anh em ơi, nhiều máu này kiểu gì chắc on top được. Đét quả điên khủng này mà, Revenge 2. Cũng không có đồ rồi. Thế lấy chỗ kịp bài giả gì này. Đừng mà. Cũng phát sư rồi. Ây da, cái xỉ thế này. May chưa có Lissandra ấy nhưng mà heo thật sự. Quá đáng. Nhưng mà trong sao mình cũng quá đáng rồi, mình cũng có cái này mà. Ui cũng quá đáng rồi. Rồi bạn này cũng quá đáng luôn. Mỗi nhà một kiểu. Trời người đá này ghét thật đấy. Bản tin cũng cho mình nhắn cho con Yon à, không con Yon tử thần thì để nó hai cái chí mạng cũng được, để nó cái gì đấy. Còn đồ gì luôn kìa. Khét thế nhở. Ma thành cái gì bây giờ. Khó của Nam Cường luôn ạ. Em không có gì cho mình đánh thật ý. Không có đồ gì cho mình lắp cho con Kane, cho con bộ không luôn ý. Kiểu đấy chắc phải eco trở lên tận 4 chấm mấy. Trở hết vòng 4 nữa để còn lấy đồ. Chứ đồ này đánh quái ý, anh em. Tôi phải đánh gì bây giờ? Ôi sợ thật sự mà. Đồ này. Đồ chặt lắm. Ra ấn ra... ra các thứ không ra đồ à. Bảo con Riven sẽ gánh của mình nhưng mà con Riven mình không có đồ thì cũng gánh mắt anh em ơi.
Không vội em ơi, không vội được. Rongarena. Cần một tí đồ đấy anh em ơi. 1, 2, 3 này, Morgana này. Con này là con Yon với con Kane. Lee Sin được thì ngon, Lee Sin được thì sẽ bỏ con Soraka hoặc Malphite đi. Còn Neko ăn quỳnh rắn à? Ơ mình có quỳnh rắn à không nhỉ? Mình chưa quỳnh rắn à nữa. Cày thật đấy. Biết làm nào. Ê, đây anh chuẩn bị nhìn sức mạnh con Riven này. Còn đồ này cũng chưa phải đồ kinh khoàng lắm cho con Riven này nhưng mà rồi buộc không chết rồi mất cái chuỗi của mình rồi. Tam luyện kiếm à? Tam luyện kiếm là cái gì nhỉ? Thế lõi combat này kiếm tử thần, một vô cực kiếm, một kiếm BF. Này đi. Pizana tăng cái gì? Sát thương vật lý à? Lên luôn được cái áo đấy, mình lên luôn con 7-9 cục. Ừ, thế ra gọi ấn tiên cung này không cần huyết kiếm nữa này. Có thêm các hiền giả nữa, nhiều hút máu á. Thoải mái em ơi. Thoải mái mà dùng luôn. Diana. Phải khoán đấy chứ. Thì mỗi tội không có đồ. Garen truyền thuyết à? Garen truyền thuyết à? Thế bảo còn giờ mình lên 8 luôn anh em ơi. Lên nhập vào đây. Thế thì Eco đi. Bị buồn quá. Tìm luôn. Không vội em ơi, không vội. Thằng nào cũng chưa có đồ của nó mày. Ủa sở thế đấy. Con Revenge 2 thì kia cũng đang ngon.
Khỏe đét, khỏe đét. Cứ tìm cái huyết kiếm đúng không? Cứ tìm huyết kiếm là ngon nhất. Nhiều phép quá mà. Thì xin cần phải huyết kiếm, ấn thiên cung con này cầm cũng được. Ôi, con này cầm cái huyết kiếm của mình luôn này, xịn đét. Lấy bằng mắt anh em ơi, lấy bằng mắt. Lấy giết khủng này cũng được. Khổ lồ cũng được. Mất tìm một sự lựa chọn rồi anh em ơi. Đừng, đừng, đừng. Cần lắm, cần lắm, cần lắm, cần lắm. Đúng rồi. Ôi ôi, tôi đau tim biết bao nhiêu, tôi đau tim biết bao nhiêu. Thì lát đầu sĩ này ngon này cũng ngon này. Khi đến lúc rồi đấy anh em ơi. Đến lúc phải cho vào rồi đấy. Đến lúc phải cho vào rồi. Thì lát này cho vào ngon này, thêm con đấu sĩ hắc ám. Tìm con Morgana phát nhỉ. Bỏ Silas thì cũng được, nghĩ chắc bỏ con Silas thì ngon hơn. Cứ thảo làm Silas làm gì nghe. Cuồng đao à? Đọc xét à? Đọc xét cho Silas được đấy, nhưng mà cuồng cung à? Thôi chờ, chờ lúc ông này xong rồi xem ra đồ gì ngon ngon nữa nhá. Mình muốn cái đồ gì ngon ngon nữa cơ. Ê, mình có kênh 2 rồi. Ây da. Được quá nhở. Có lẽ nào không? Có lẽ nào? Bị khổng lồ chăng? Vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn mất đi các bạn ơi. Hãy vĩnh viễn mất đi. Mình huyết kiếm nữa cho con ấy này. Hay cho con tử thần kia nhỉ, hay cho con Yon tử thần nhỉ. Ui dồi ôi, sao tự nhiên nó lại thành cái này rồi. Sao tự nhiên nó lại thành một cái quái dị ghê gớm gì thế này rồi anh em ơi. Khó đỡ thật sự. Máy thế của đấy ra trang bị ạ. Mình đang thiếu trang bị. Trông chơi game lúc nào may mắn anh em ơi. Em kênh ra đây đi. Bây giờ chiêu chiêu lên à. Đây anh đấu con khỉ thôi anh em ơi. Đến chính tìm đấu con khỉ, tìm kênh 3, tìm các thứ 3 thôi. Ta xì này cầm đi. Ta đi cầm cầm. Hay đi tìm luôn nhỉ? Không ai đánh mà. Tìm luôn anh em ơi, chiêu chiêu tìm luôn đi. Vừa tìm vừa giữ tướng rồi anh em. Nước mắt chí mạng, thêm một cái chí mạng nữa rồi. Quá là mắc tình đi, quá là mắc tình đi. Mắc tình này rồi anh em muốn như nào nữa.
Đây cái Ron Chiu Chiu ơi, Echo Ron Chiu Chiu. Ôi trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, không hề cố ý. Tôi mà ra mình nét sử cuồng đao ở trong này rồi. Cay nhỉ, mình ném sứ cuồng đao này mất rồi. Bây giờ bán con này. Ừ không, như có cái trò mà mình lắp lắp tướng chuẩn vào để mình ghép vào được. Từ từ, mình nghĩ mình chơi vào đấy được anh em ơi. Ghi lên con này rồi, để đây cho anh em đỡ phải chơi nhá. Ừ, có trò lắp lắp đầu chuẩn cho nó. Ừ, chơi thử trò đấy. Nho này, chơi một con đao không. Chính là này cô Patrick cho cả Axi này thì mình cứ ôm ôm về thôi, có con Axi nào thì ôm con Axi đấy về thôi. Mình chắc lúc chẳng lên năm sáu thiên cung là cũng điên rồ lắm, mà tìm tướng chiêu chiêu thôi, không tướng tìm tướng chiêu chiêu thôi, hơi hèn hạ tí nhưng mà mày làm mọi cách để còn lên lên đấy anh em ơi, lên master rồi. Rồi mình mất một ô rồi đấy. Nhường các bạn là mình mất một ô rồi đấy. Này, cho các bạn một con. Nghĩ đây là Yon 3 đấy. Trận này chả ai lấy Yon đâu. Cho mình lắp cái con Yon xịn, cầm đồ xịn vào. Cái đồ này sẽ bay đi. Đấy, ta à, cuồng đao mình chắc mình cho con Morgana. Hơi kỳ tí mà thôi, trao cho Morgana cũng được. Hay tạo Sojin. Thế mà vẫn chưa khỏe anh em, thế mà vẫn chưa đủ khỏe à? Mình ôm hai con Axi mà bạn này vẫn lên được một đống con Axi ấy nhở? Không ai cản bạn này à? Không ai cản hắn ta lại à? Gì vậy? Ồ, bóng của Strix. Ồ, lại cái gì đây? Ồ. Hay sử huyết kiếm xong rồi. Nhưng mà mất cái này nhá. Mình nghĩ cái đấy chắc mất thôi. Anh đến một cái huyết kiếm xong rồi cho con... Cho con này một cái đồ gì đấy nhỉ? Lấy ba đồ cho Yon, mười hai đồ này mình lấy cho Soraka và con gì đấy thôi, Kha'Zix, Kha'Zix à? Muốn bỏ lắm. Bây giờ tìm con Yon ba lại khó em ơi. Bây giờ mắc ping rồi. Mình đánh này an toàn lắm rồi, mình để mình lấy cái đồ cho con trên. Bây giờ mình không sức mạnh mình không tràn về nữa, không tràn được gì về nữa. Mắc ping rồi, nó hết van này. Hơi sợ các bạn nào. Bạn gì AC 2. Ôm AC bạn này đến một lúc nữa thôi. Ai xa à? AC đâu nhỉ? Đây này. Các Axi này mà đi thì ngon. Mình hơi... Đi. Axi khỏe đấy. Cứ ôm Axi thôi. Axi kia mà chưa đi thì mình cũng phải ôm con đấy thôi. Không cách nào khác. Eco chiêu chiêu phết nhở. Hay Ron vội tí không? Sống vội tí không? Đây này chắc cho Soraka thôi. Không vì nhiều đam hơn Kha'Zix hay Soraka. Soraka, Kha'Zix. Ôi cái đồ. Sống vội tí không anh em? Sống vội tí tìm con Morgana 2 phát. Cần bán Miko đi, mình cho con thêm con khỉ vào. Còn phải đi tìm tên ba đi xin ba nữa anh em ơi, không cũng không sống nổi mấy vòng nữa, sắp đến lúc sống vội rồi.
thần tốc phải sống vội rồi anh em ơi. Tâm hy sinh để vào top 4 mà. Mất một ô. Ôm gì đây? Vẫn có Anasi vẫn sống à? Silat à? Ôm Anasi ôm Silat nhé. Rất nhiều cái để ôm. Ngồi hết đây cho anh, hai cầm hai con là gần như là chắc là không lên được ba rồi. Mặt Silat này. Nhưng mà cầm hết đi. Đã cầm thì cầm hết đi. Đúng không ạ? Bình tĩnh tí. Đã bạn Asi rồi. Này bạn ấy chưa có Lissandra đấy, này có Lissandra thì diệt nữa, đáng sợ hơn nữa. Khi để cái lá chắn kia cho con Yon ngon hơn không ta? Con đi, có người phải đi rồi. Thôi lúc rồi. It's about bloody fucking time. Để lên con Yon 3 AC 3 này chắc thôi bọn này. Lên 2 rồi. Dù rôn này hơi khổ tí. Silat à? Bọn này cầm gì? Bọn này cầm Silat. Đi xin 2, đi xin. Rôn hơi khổ tí nhưng mà đành vậy thôi. Silat cầm một con. Cố tí anh em ơi, cố tí. À cầm kê rồi, cầm kê rồi. Cầm kê nè. Còn Yon còn Silat anh em ơi. Làm được mà anh em. Này bỏ Silat được đúng không? Bỏ cho Silat các bạn được đúng không? Một con ra. Sợ này tìm được trước mình rồi anh em ơi. Mình cần tìm 4 ô nữa, mình khổ vãi. Mình khổ vãi đã. 20 máu chắc là sống được chăng? Cái này mới chùy cho con này. Trận này chắc là em lên Master rồi nhưng mà tham vọng cao hơn thế. Tham vọng cao hơn thế anh em ơi, tham vọng cao hơn thế. Phải làm như thế. Lên. Mình cần gì nhỉ, mình cần cái lấy cái này cũng được. Chí mạng. Ra. Khó ra lắm anh em ơi. Ước ra một căn là đắp can hay Silat này. Ok. Anh cho con Lee Sin sang mình góc đấy đánh nhau luôn cũng được, đánh nhau thẳng mặt con Silat luôn.
Ây da, hóa ra người giúp mình lên Master lại là con Yon à? Hóa ra lại vẫn là anh ta à? Sau bao ngày tháng, sau bao ngày tháng anh em ơi. Chấp nhận con khỉ đi. Ok chưa, chấp nhận con khỉ đi. Còn gì gây đam nhiều tiếp theo? Quỷ rắn là classic. Nè, nó đây. Làm được gì làm nó đây. À, cái mình muốn xuống nó đi vòng 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 dưới đáy tí mà không đi được sâu thế em ơi. Nó thì hai bạn kia tăng tỷ thắng lên cao phết nhở. Ngày qua đá con khỉ rồi nhưng mà con Yon mình cũng sắp chết này. Ok mình đi chết được đi, xin đá đi em, đá đi Lee Sin. Nó phải là như thế anh em ơi, nhưng mà không có được con Lee Sin ba hơi tiếc mà anh hú. Vậy mình video mình đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn thích tiếp trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thì giúp mình phát triển kênh nhé. Master anh em ơi, Master.